Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh chóng, nhất là biến thể do virus SARS-CoV-2, nguy cơ bùng phát dịch bệnh nhiều nơi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức tập huấn các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19 trong tình hình mới cho hơn 60 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, sẵn sàng cho tăng cường hỗ trợ các địa phương, nhiệm vụ, công tác phòng chống dịch. Theo đó, Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức 2 lớp tập huấn kiến thức về biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19 cho toàn thể sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp. Tại buổi tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức thực tế về cập nhật chẩn đoán và điều trị COVID-19, hướng dẫn mặc các phương tiện phòng hộ cá nhân, lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu xét nghiệm COVID-19, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong phòng chống dịch COVID-19. Giáo viên hướng dẫn đã cập nhật chi tiết những kiến thức mới, chia sẻ trải nghiệm thực tế tham gia trực chốt trên các quốc lộ, các khu cách ly và khu điều trị F0, không triệu chứng và kinh nghiệm ứng dụng linh hoạt cho phù hợp. Buổi tập huấn được các học viên quan tâm, hăng say học tập và thực hành nghiêm túc. Đây là những kiến thức rất cần thiết bảo vệ chính bản thân của mỗi đồng chí trong tham gia công việc quản lý các khu cách ly, các chốt kiểm dịch, góp phần vào thành công trong cuộc chiến với đại dịch.